Bonsai Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bonsai Đa Huy đang cùng các anh ở dưới chợ chùa Nam Định chuẩn bị vào cây vườn cây của anh Giang tại chợ chùa quý vị nhé. Anh Giang, đây rồi, anh đi đầu từ anh chủ vườn này. Anh em chào anh. Chào các anh các em nhé. Vâng ạ. Đây quý vị vào thăm vườn của anh Giang. Đây là phu nhân. Vâng, chị em chào chị. Chào chị, hôm nay đến thăm bác có yêu cây không? Có chứ. Đây đấy. Vâng. Hôm nay đến thăm gia đình anh chị, thăm vườn cây của anh chị. Chúc anh chị gia đình nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Cảm ơn chú nhá. Thằng xem vào cùng với các anh để ngắm cây cùng gia đình mình nhá. Quý vị. Đây là vườn cây của anh Giang quý vị ạ. Cây đầu tiên là cây lộc vừng này. Những cây cổ quý vị ạ. Thôi nào anh, đây anh. À dạ. Ui giời, đây hàng quý đấy, anh ấy làm cái xích to thế này. Các anh không giới thiệu này, em nhìn em biết là quý mà. Đấy, cây khác không xích, cây này xích thì mới là quý. Sao đâu Huy trêu vậy thôi, nhưng đây là cây rất là đẹp của anh. Đẹp từ cái chân bẹ quý vị ạ. Đây quý vị ơi. Ui nhìn đây quý vị mới thấy đã này. Đây là cây tầm trung mà form cây rất đẹp, bệ bạ rất đẹp quý vị. Đây, quý vị này hoàn thiện rồi quý vị nhé. Đây những cây trực cổ của anh này. Cây trực cổ nha quý vị nhé. Và anh có một số cây ở đây nữa này. Phôi và những cây tác phẩm hoàn thiện nữa cũng có. Nhưng mà thiên nhiều cây cổ anh nhỉ? Thiên nhiều cây cổ. Cây này có cái chân bẹ cũng nghệ thuật này quý vị này. Cái không gian vườn sau tuy không rộng nhưng cũng đủ kê vài chục cây làm thỏa mãn cái đam mê của các anh. Đây có một cái phôi si quý vị này. Lộc vừng này cũng phôi lộc vừng này cũng đẹp này. Bên thì nó chả sao, mình sốc quá thì không phải lấn chiếm mình không bỏ tiền ra nhưng mà có phép vẫn đi siêu hình đây kiểu. Anh Giang chơi cây được chắc lâu chưa? Cũng phải đến chục năm rồi ạ. Chục năm rồi. À, cũng ra vào nhiều anh nhỉ? Thi thoảng nó vâng. Có ra vào đấy ạ. Vâng. Đây bộ ba xanh cổ của anh đây. Em có mua con bảo mà. Đây cái vị này. Em biết là sẽ được thì chơi chơi thì xuống gặp nó thì mua con 1,7 triệu. Nhưng mà hôm vừa rồi treo lên đánh nhau với con ở ngoài.
cổ không còn ở đâu trồng ra hai con buổi trưa mình còn quá nặng. Đây một phôi lộc vừng. Trồng cái hai con bụt nhỏ. Những cây trục cổ nhá, cái cổ rất già của anh nhá quý vị nhá. Cái góc quay hơi khó, có sao Huy không thể đi vùng quanh được. Xin phép đi một mặt quý vị nhé. Đây có cây này đi vùng quanh được. Em là 96 là em dưới bạn. Dạ không quý vị. Và lúc ấy em bán được khoảng tầm gần 10 triệu một chi. 96 em dưới bạn. 96 to lắm. Em chơi toàn những cao của ông già toàn hơn tuổi bố em. Mấy ông bảo lắm lúc muốn đến là phải chín cỏ nhưng mà ngại. Kính thưa quý vị, bonsai Đức Huy vừa gửi tới kích thước phim vườn anh Giang tại chợ chùa Nam Định quý vị nhé. Thì bonsai Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Anh em chào anh nhá, chào các anh và các em nhá. Vâng vâng ạ. Thì bonsai Đức Huy xin phép và tạm dừng để theo chân các anh đi thăm vườn tiếp theo quý vị nhé.